Thái Lan này có đến 95% người dân Thái theo đạo Phật. Và mình thấy được đó là tính tình của người Thái rất hiền, đúng không ạ? Hiền, nhưng mà hiền cọc. Và người Thái họ rất là tin về luật nhân quả, gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó. Họ cố gắng trong cái cuộc sống của họ, trong cái vòng luân hồi này thì có thể là tạo được những cái phước báu, những cái phước đức tích lũy của họ để có thể để cho kiếp này và kiếp sau. Chứ cha mẹ ở Thái Lan này sau khi mà mất đi, nhiều khi không để lại quá nhiều của cải cho con cháu. Nếu như người con người cháu đó không làm rụng ra thêm, chỉ biết ăn và chơi, thì cho dù tiền cả núi đi chăng nữa cũng hết, đúng không ạ? Nhưng những người cha mẹ ở Thái Lan này để lại cho con cháu rất là những cái gì ạ? Những cái phước báo, phước đức gieo trồng. Vì thế ở Thái Lan đó quý vị, nhiều khi mình thấy ngôi nhà Thái cũng đâu có khang trang giống như bên mình, đúng không ạ? Mình thấy cái nhà của Thái Lan này có đẹp không ạ? Không nói trong phim nhé, trong phim là người ta có những cái bối cảnh, có những cái khu nhà villa bình thường. Nhưng mà mình nhìn chung chung xem, nhà Thái Lan đâu có đẹp đâu quý vị, thua xa nhà bên mình, đúng không ạ? Họ không quan trọng cái nhà, cái xe. Không quan trọng cái xe, ô tô đó, mỗi người có thể có được một chiếc. Nhưng đây cũng chỉ là phương tiện di chuyển trong cuộc sống, trong công việc. Còn cái nhà là cái nơi mà để về, cái nơi mà nghỉ ngơi. Cho dù nhà có lớn đi chăng nữa, 7 tầng, 10 tầng đi chăng nữa, nhưng cũng chỉ ở có một phòng thôi quý vị. Cho dù nhà có rất nhiều gạo, nguyên cả kho gạo luôn, một ngày như vậy cũng chỉ ăn có 3 bữa thôi. Bởi vậy là người Thái đó quý vị, nếu như mà họ có được thời gian rảnh rỗi thì họ cố gắng đi làm những cái công việc phước thiện, làm công đức phước đức, tích lũy phước đức đó. Có thể là đi phóng sanh, đi làm phước nha quý vị. Coi như đó là cái thói quen của người Thái. Như hôm qua quý vị mình tới được dòng sông Chao Phraya. Tại nơi đó không phải là cá từ chỗ khác mà bơi tới, nhưng đó là những con cá mà người dân họ phóng sinh. Họ phóng sinh xuống dưới sông. Và những con cá đó được gọi là những con cá tu, bởi vì nó không có đi tới những cái vị trí khu vực khác, nhưng chỉ tập trung nhiều nhất đó là tại khu vực kiển chùa. Nếu như hôm qua quý vị có để ý, mình thấy được trên đầu của những chú cá đó sẽ có những dấu trắng. Thời gian đầu mà thả xuống không có dấu chấm màu trắng trên đầu nha quý vị. Nhưng ở đó một thời gian tự nhiên nổi lên những cái dấu chấm trên đầu. Và người Thái gọi đây là những con cá tu. Và những con cá nào mà người dân Thái họ đã phóng sanh đi rồi sẽ không mang lại con cá đó. Ví dụ như là con cá cha, con cá trê, hay là con lươn, con ốc, người Thái họ không có ăn. Con nào đã phóng sanh đi rồi sẽ không mang lại con đó, để cho nó có thể hồi hướng, cũng như là nó có thể có được một kiếp khác. Bởi vậy là người Thái họ không có ăn lại những con đó.